Ôi Ui chết xe quái đông quay rồi. một tim rồi. Đâu bắn nhau trên tầng. Đâu bắn nhau trên tầng thượng rồi, không sợ, không sợ, không sợ, không sợ, không sợ trên tầng thượng. Hai hai, số 4 hai số 4. Yêu. Ôi ôi. Sao tôi không phải? Ui, chạy đấy. Ui, mất một đầu luôn. Còn ảo ai? Ui. Có thằng ách xuống ấy. Đéo gì? Nó một đầu mà. Chúng nó khỏe à, mà nghĩ đơn giản thôi. Awesome. Từ từ để xem. Đấy đấy thằng hai, awesome. Vai trưởng. Nó nhảy xuống rồi, nó nhảy xuống tôi, ông số 4 này. Nó qua xuống này. Mày ăn mày tốt máy bay chả lẽ bắn ngu bọn mày nói chuyện nghe chán. Ơ, sao chết rồi? Ôi giời ơi. Tưởng như nào cơ. Cầm cụ với cái thằng cứ đi lút đồ đấy giờ. Bắt đầu ông qua xuyên giữa luôn là máu đấy. Sao mày bay phải thế hiểu không? Kiệt Nguyễn. Nó sẽ cuối từ từ ông ơi, đợi đợi. Đợi qua liền, đợi 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 đợi. Ba thằng. Xem tôi mày. Ôi, bên ngoài có không ơi? Ừ, tao vừa bị bên ngoài bắn mà, thì tao mới yếu thế chứ. Vô niệm. Con này dễ liệm lắm. Nó biết mà khôn. Đi bẻ của DPS sao mình cầm DPS ạ? Mình đéo biết bắn DPS, mình cầm DPS làm đồn gì không biết. Mày DPS mày dí tầm gần cơ, mày mẹ còn bật ống ngắm bắn DPS nè luôn. Tao đéo biết bắn khẩu đấy. Tao thấy vừa bắn khỏe khỏe đấy, tao thử luôn. Nó thấy rồi ông ơi, nó nét phát là chết. Trong phòng phải, trong phòng bên phải, trong phòng nó nét, lui. Cầu sang. Ui DPS, chạy. Thái cầm DPS của tao phải nghi á. Hết đạn. Đào dẻo luôn á. Ui chơi dẻo ấy trưởng. Ui dần đàn phát rồi khác. Ui liều quá ghê. Ghê. Thôi dần phát rồi khác. Ngồi bắn tí mà. Ui DLX. Này bắn đảng thanh. Con này kiểu đéo gì mà như kiểu diễn viên đấy thọ. Kiểu lam nền, kiểu lam nền siêu phẩm ấy. Ngoài tường ấy. Đằng sau không ơi. Đúng rồi. Bật ép. Ui dồi. Awesome. Mẹ bắn khét quá. Này, mình chết không rồi. Mình em mệt à. Mình đéo đẩy đâu ông ơi. Ông đẩy đi ông, mình chơi xanh chín. Đúng rồi. Trong phòng ấy. Sau cái hộp, đúng rồi. Chọn. Nghe tôn quá. Mẹ nháo. Nó đang nạp đạn kia vào luôn, nó đang nạp đạn đó. Trời không, ơi. Nó nạp đạn nhanh lắm. Thơm vậy. Ủa hay ấy. Hay. Awesome. Căn đấy chuẩn đấy. Awesome. Kỹ năng chuẩn đéo, người ta đỉnh đẳng cấp. Quá không? Tí được ngao nữa, bắn bình được thường. Thôi. Uống được, ổi đẹp, ổi đào. Uống đi. Mẹ sư mẹ hả? Xin quá. Thôi. Dầu khỏi phải nói rồi. Ra cao rồi. Dân chơi rồi. Dân này chịu chơi rồi. Con này mấy. Con này rẻ không? Mấy triệu.
Vãi lốn, 2 triệu cái chiếc Tuzen là rẻ thằng cu. Mày không biết à? Ôi rồi. Chưa. Mày làm bô ấy. Tuzen là cực kỳ rẻ luôn ấy, sao đi rẻ với anh. Ui. Pha chơi game may mắn quá. À nhưng mình vừa ra đấy rồi. Thôi, họ tí xem giải không? Tí 4 giờ bắn, à 4 giờ bắn giải. 4 rưỡi á? Có, để ta xem rồi. Xem cung, xem cung không? Ha, sấy ghê. Để luôn. Vậy được không chết? Công, công rồi. Ít nhất 3, kéo công được. Nhà này phủ, nhà này không khó, nó biết cho là chết hả? Ừ. Thì góc một bắn thôi. Đi xem giải, vì tại sao cũng TA nhưng mà hay bắn phán quá, để mà em tốt 16 trắng. Ê, anh em ơi. Ừ. Ôi nó đẩy mày rồi. 4 thằng ạ. Ôi xin là xin. Chúc mừng sinh nhật bạn. À đâu nó đéo đẩy cơ. À nó đẩy. Có. Hay cố lên. 3 thằng đấy. Nó ui. Awesome. Còn hai, núp núp hai gạt một. Ui dồi ôi. Đúng là yếu rồi. Hai. Ui. Còn một. Ui đi phải căng ấy. Còn hai. Thôi. Không sao, sao. Cháu tin chú ơi. Không cần top 1 đâu. Top 1 trong lòng người hâm mộ. Nó đang cứu. Hai. Ui. Còn một. Từ bình tĩnh chú ơi. Cháu tin chú. Cháu yêu chú lắm, chú giàu vãi luôn. Awesome. Chú có người yêu chú ơi, đi bạn tè. Giàu vãi luôn. Đỉnh quá. Còn một thôi, nói thân thiện nhở. Thằng này bắn ngáo cực thè, ngáo cái luôn. Di chuyển như thằng ngu ấy. Buồn cười, nhìn buồn cười lắm. Di chuyển kiểu, thằng đấy không thấy chú này ấy. Uầy, bắn chắc quá liền, thả hết đồ ra luôn. Đẩy luôn chứ sao nữa. Cười buồn cười. Mày nhìn thằng mới buồn cười không? Mà thế làm chịu rồi. Cái thằng ấy nó nhảy bắn như Free Fire mà. Mấy thằng Free Fire bắn nhảy như thế. Không cần thêm chuyện lắm đâu, mày chỉ thêm có lợi mà. Bắn bên 3 có lợi thôi. Bên 3 sao có lợi hơn bên 1? Ôi, vâng. À, tiếp giờ bên 3 là kiểu là nó bắn đi sẽ được kiểu nhiều kill hơn là 1, đúng không? Muốn là bắn được kill hơn 3. Đôi trái. Thôi hai. Ui, ai chà. Đấy thằng mạnh này. Mạnh mỏ chết rồi. Đéo biết không? Chết rồi. Sau đá. Nên đi chú ơi, nó đéo biết đâu, thái ngu. Chết bom rồi. Ui. Vãi. Vãi. Ảo nhỉ. Ui, nhìn ảo thật đấy. Thề. Ừ. Đi là nó kiểu ambot đi nhở. Ờ cũng nhận. Nhìn bắn nó xoay hơn mà. Bắn nó xoay một chỗ hơn mà. Show time. Đi ra sau sau mặt nhở. Làm sao? Đi kiểu ambot đi. Ảo vãi cứt. Đẩy luôn. Chị kia. Đừng đẩy. Lấy top 1 đi. 16 kill rồi. Ui chất. Chất thật đấy. Hôm nay trận này ghi phải 20 kill. Nghe. Hai mấy thằng bố mày. Đâm được nghe. Có một phần thằng đấy. Chạy. Chạy hộ. Kêu bắn nào ấy. Cứng gà. Giỏi quá gặp anh. Mày qua gặp tao đi. Tao phải qua gặp mày. Đất là mày muốn chết à? Mấy thằng đơ rồi.
vào bo chú ơi. Awesome. Ok, go go see. Nó cam rồi. Không, không bắn được, không bắn được. Nó biết luôn mà. Ui. Thằng Quân Vũ kia bắn tốt. Đấy, nó bị vướng cỏ nó vẫn thấy mà. Kiểu xóa cỏ mẹ luôn. Bo lại về bên nó. Không, không, từ từ, đấy để chú bắn, cứ để chú ấy bắn. Mày đừng có bảo gì cả, cứ để. Ui, ghê ghê. Thằng kia kia luôn mà, thằng kia lại kia tiếp mà. Rồi, thằng kia. Kêu, kêu. Hai. Còn một. Cố lên. 1v1 chú ơi. Chào tin chú không được. Chạy vào bo đi chú, chạy vào bo được. Có phải chạy vào bo được. Chào mong mày. Này, nào, bắn xuyên smoke nào. Hack, bật hack của chú lên chú ơi. Chưa cần mạng biết được trai rồi.